Tin ơi, anh hai đi học về rồi nè Tin ơi. Tin giờ đi tặng quà cho anh hai đi. Để cho anh hai vô nhà đó con. Rồi, bây giờ là anh hai có cái quà nè, em xin tặng cho anh hai nè. Anh hai ngồi khui hộp quà này cho mẹ coi coi. Khui quà đi. Nha. Biết khui không? Đây nè, lấy con dao nè. Đặt cái chỗ băng keo nè, thấy băng keo không? Đó, đặt cái băng keo xong đã. Để mẹ cắt con keo phụ cho. Mẹ thôi. Đây nè. Tin 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 để anh hai khui. Rồi anh hai khui tiếp đi. Cái này tròn tròn thấy rồi xé ra khui tiếp đi. Giống chủ đề của con tròn 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 tròn. Cây gối á. Cây gối á. Cây gối hả? Đi học về có quà nữa ta. Đã vậy đây mẹ cắt cho. Tròn 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 nhé. Tròn 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 tròn. Cái gối ạ. À. Rồi, xui ra đi. Có cái gối quá. Dạ, cái gối quá. Rồi, thêm một lớp nữa nè. Để một lớp nữa. Cởi bông keo ra. Cởi bông keo ra. Chim đâm. Nhiều quá à. À, chim bánh. Thích không? Cảm ơn em Tin đi, em Tin tặng cho con đó. Cảm ơn chị. Ừ. Rồi. Em mẹ coi coi anh hai thích cái banh World Cup này lắm nè các bạn. Anh hai rất là thích cái banh World Cup này ha. Ở đây có một cái số bập để bơm banh nữa nè. Anh hai phải giữ cái này lại nha. Cái này làm mất là không có đồ để bơm banh nha con. Rồi biết chỗ để găm bơm banh không? Đây găm vô rồi lên lấy đồ bơm, bơm xuống rồi chơi. À các bạn, trong cùng là cái banh. Đây là một lớp nè, hai lớp, ba lớp, bốn lớp, năm lớp, sáu lớp, bảy lớp gói quà luôn. Anh hai khui mỏi tay luôn. Các bạn đi. Bye. Các bạn đi con.